chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn cái cách sử dụng phần mềm iDo Video Editor phiên bản Pro. Để tìm cái phần mềm này thì quý anh chị và các bạn đánh cái website đó là idoeditor.com thì quý anh chị và các bạn sẽ vào được cái trang chủ chính thức của phần mềm. Sau khi quý anh chị và các bạn vào được cái trang chủ rồi thì chúng ta thấy những cái tùy chọn như sau. Thứ nhất đó là Free Download, tức là quý anh chị và các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ tải cái phần mềm về, và cái phần mềm đó là cái phần mềm giúp cho quý anh chị và các bạn chỉnh sửa biên tập video, và chế độ dùng là chế độ dùng thử. Ở bên đây chúng ta có một cái phần đó là Buy Now, tức là quý anh chị và các bạn sẽ bỏ tiền ra để mua cái phần mềm này. Giá của phần mềm cũng khá là chát, chúng ta phải chi đến 49 đô la để sở hữu cái phiên bản này trọn đời. Điểm qua một chút tại sao phiên bản này có giá lên đến 49 đô la và những tính năng của phần mềm cung cấp là gì. Thứ nhất đó là Rubber, đây là tính năng giúp cho quý anh chị và các bạn cắt cúp các khung hình theo những cái tỷ lệ chuẩn mà quý anh chị quy định. Tiếp theo chúng ta sẽ được có một cái kho effect hay còn gọi là cái hiệu ứng, sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn tự do sáng tạo cho video. Subtitle là cái phụ đề, nó sẽ giúp cho video của anh chị và các bạn có một cái phụ đề hay còn gọi là cái dòng chữ chạy bên dưới để chú thích hay mô tả cho video. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái tùy chọn đó là watermark hay còn gọi là vân nước. Cái này nó sẽ đóng dấu vào cái video của anh chị, và quý anh chị và các bạn có thể sử dụng cái tính năng này để bảo vệ bản quyền cho video. Tiếp tục chúng ta có một cái tính năng đó là Zoner, là chúng ta sẽ ghép nhiều video lại thành một video hoàn chỉnh, tức là quý anh chị và các bạn có 5 cái video và chúng ta sẽ ghép 5 cái video đó lại thành một cái video duy nhất, thì đây là cái tính năng đó là Zoner. Cutter có nghĩa là chúng ta sẽ cắt những cái video ra, ví dụ như quý anh chị và các bạn có một video thì chúng ta có thể cắt làm 2, cắt làm 3, hoặc là có thể cắt những cái đoạn bị lỗi, bị vấn đề gì đó mà chúng ta không muốn cho người xem thì chúng ta có thể cắt bỏ cái đoạn đó đi, thì tính năng Cutter này sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn làm điều đó. Rotation có nghĩa là độ xoay, trong trường hợp video của quý anh chị và các bạn nó bị quay ngược hoặc là quay nó không có đúng cái tỷ lệ 16:9 thì chúng ta có thể quay lại cho nó đúng và nó chuẩn. Tính năng Splitter là giúp cho quý anh chị và các bạn chia một clip ra thành nhiều clip. Ví dụ như quý anh chị và các bạn có một cái clip 10 phút thì cứ 2 phút thì nó sẽ tạo thành một clip, thì cái tính năng này nó sẽ chia ra 10 phút thì nếu chia ra 2 phút một clip thì chúng ta sẽ được 5 cái clip từ một cái clip chính, và mỗi clip phụ sẽ có 2 phút. Chỉ như vậy thôi, có hiểu không nhỉ? Nhiều khi mình giải thích thì mình thì quý chị và các bạn có gặp những cái khó khăn hay vấn đề thì cứ comment bên dưới để mình có thể support cũng như là hỗ trợ. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấp vào cái nút đó là Free Trial để download cái phần mềm này về và dùng thử. Ở đây thì mình đã download cái phần mềm đó về rồi. Chúng ta có dung lượng file đó là 21 MB, một cái phần mềm chỉnh sửa video tương đối nhẹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm này lên. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn từ cái lúc cài đặt phần mềm cho đến lúc sử dụng cũng như là làm chủ phần mềm, và cuối cùng mình sẽ gỡ bỏ cái phần mềm này ra. Một video tổng hợp 3 cái công đoạn như vậy luôn. Sau khi quý vị và các bạn nhấp vào cái nút đó là Open thì nó sẽ cho một cái bảng tùy chọn rất là đơn giản thôi. Chúng ta cứ Next và chọn cái đường dẫn cài đặt. Ở đây mình để ra mặc định. Tiếp tục ở cái bước này thì nó cho quý anh chị và các bạn hai cái tùy chọn. Thứ nhất đó là tạo ra một cái desktop icon và tạo ra một cái switch flow icon. Chúng ta bỏ cái tùy chọn bên dưới đi. Chúng ta giữ lại cái desktop icon để nó tạo ra những cái circuit như thế này để chúng ta có thể nhanh hơn trong việc khởi động phần mềm. Quá trình này được gọi là quá trình cài đặt phần mềm, và nhiệm vụ của chúng ta là chỉ ngồi đợi cho đến khi nó cài đặt hoàn tất thôi. Cài đặt rất là nhanh, lý do là dung lượng phần mềm khá là nhẹ. Ở đây thì chúng ta bỏ cái dấu tích này đi và chúng ta bấm vào nút Finish.
thì lúc này cái logo hay còn gọi là cái shortcut nó hiện ở ngoài cái desktop, thì quý vị và các bạn nhấp vào đây. Thì lần đầu tiên khởi động phần mềm thì nó sẽ bắt quý vị và các bạn đó là điền một cái email và một cái mã đăng ký bản quyền. Trong trường hợp quý vị và các bạn chỉ muốn dùng thử thôi thì chúng ta tiếp tục đó là Adventure. Và cái phiên bản IDO Video Editor Pro 3.6.0, ở đây có một cái chữ đó là trial, có nghĩa là chúng ta đang dùng thử. Dùng thử tức là chúng ta chỉ mượn cái hạn dùng để xem những tính năng của nó như thế nào. Tuy nhiên ở tính năng dùng thử này, bạn có thể sử dụng đầy đủ những cái tính năng của phần mềm. Chỉ duy nhất là khi mà bạn xuất cái video ra thì nó sẽ có cái đóng dấu bản quyền của IDO thôi. Tên cũng ngộ ha, IDO. Ở đây thì nó sẽ cho bạn những cái tùy chọn. Thứ nhất là Busta là vào cái trang để các bạn mua. Register là khi bạn có mã đăng ký thì bạn nhập vào, và cái hộp file là giúp cho quý vị bạn vào cái trang chủ. Giao diện của phần mềm này cũng khá là đơn giản, đó là mình liên tưởng đến một cái phần mềm đó là GarageBand Video Editor. Giao diện nó cũng tương tự như là IDO Video Editor này. Không biết hai cái hãng này nó có copy nhau về cái giao diện hay không, nhưng mình thấy nó khá là giống. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn sử dụng IDO Video Editor Pro. Từ người chưa biết gì hết vẫn có thể học được cái phần mềm này. Tính năng đầu tiên đó là tính năng rubber. Quý vị và các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ đưa quý vị và các bạn vào một cái giao diện làm việc. Ở bên ngoài thì chúng ta là một cái giao diện khởi động thôi, còn bên trong mới là cái giao diện làm việc. Một cái bảng hiện lên toàn tiếng Anh như thế này thì nếu mà quý vị và các bạn không giỏi về tiếng Anh thì chúng ta sẽ rất là bối rối. Nếu mà không có người hướng dẫn và chỉ cho quý vị và các bạn cái cách sử dụng phần mềm thì cũng rất là mất thời gian để chúng ta có thể mò những cái tính năng này. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn sử dụng. Bây giờ thì chúng ta sẽ import một cái video vào. Video thì quý vị và các bạn có thể lấy trích xuất từ các thiết bị quay di động như là các smartphone hoặc là các máy quay nghiệp dư cho đến những cái máy quay chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể tải những cái video từ các mạng xã hội như là YouTube hoặc là Facebook. Đơn giản hơn đó là Vimeo. Đó là những cái mạng xã hội mà quý vị và các bạn có thể tìm những cái video. Ở đây thì mình đã có một cái video rồi. Chúng ta có hai tùy chọn để đưa cái video vào cái phần mềm. Thứ nhất đó là kéo thả, và bất kỳ những cái chương trình đồ họa hoặc là dựng video nào cũng có tính năng này ha. Nhắc lại, đây là tính năng kéo thả. Quý vị và các bạn chỉ cần cầm cái video và quăng vào đây thì như vậy chúng ta đã import được cái video vào cái phần mềm. Hoặc cách thứ hai là chúng ta sử dụng tính năng đó là add file. Trong trường hợp quý vị và các bạn có nhiều video thì chúng ta sử dụng tính năng add file để import vào một lượt, hoặc là tính năng kéo thả cũng được. Câu hỏi đặt ra là cái thao tác nào là nhanh hơn, thì mình đề nghị quý vị và các bạn nên sử dụng thao tác đó là kéo thả thì nó trực quan hơn, thay vì chúng ta làm như thế này thì rất là sách vở và cũng mất thời gian. Sau khi import rồi thì chúng ta sẽ thấy những cái tính năng đó là group. Trước khi tìm hiểu tính năng group thì quý vị và các bạn sang cái phần đó là cut. Thì cái kéo thì chúng ta sẽ liên tưởng đến một cái tính năng đó là cắt. Và đúng như tính năng của nó, cái chức năng này sẽ giúp cho quý vị và các bạn cắt những cái đoạn video thừa thải. Ví dụ, ở đây chúng ta có hai cái thanh. Hai thanh này đóng vai trò như là cái điểm đầu và điểm cuối. Thuật ngữ chuyên ngành của hai cái thanh này đó là mặt in và mặt out. Thì tuy nhiên chúng ta cứ hiểu về tiếng Việt thôi, đó là cái điểm đầu và cái điểm cuối. Điểm đầu tức là cái điểm mà video của bạn bước vào và tiến hành chạy. Còn điểm cuối là cái điểm kết thúc của video. Và cái điểm bên trong này chính là cái điểm mà chúng ta sẽ giữ lại
và cái điểm bên ngoài sẽ là cái điểm được gọi là sẽ bị loại bỏ. Rồi, trong trường hợp quý anh chị và các bạn chỉ muốn cắt video thôi thì chúng ta vào cái tính năng cut và sau đó bấm vào cái nút đó là output setting để chọn cái định dạng đầu ra. Trong đây thì chúng ta sẽ thấy những cái tính năng, những cái tùy chọn và những cái thông số này mình nhìn thì nó tương tự như là GuruShot Video Editor, một cái phần mềm mà mình đã hướng dẫn trước đó. Hình như hai cái phần mềm này nó giống, khá là giống nhau. Tỷ suất video thì quý chị và các bạn chọn HD và cái mã đó là H264. Đây là cái mã mà YouTube rất là đánh giá cao. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn những cái độ phân giải, ví dụ như là 1080 và 720. Đây là hai cái độ phân giải mà các bạn được thấy trên YouTube. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đánh cái độ phân giải mà các bạn thích. Rồi, ở đây thì các bạn chỉ chọn cái độ phân giải thôi, cùng lắm thì can thiệp vào frame hình. Rồi như vậy là hết. Sau khi chọn độ phân giải vào frame hình các bạn cần muốn thì chúng ta bấm vào nút Start để nó xuất cái video và nó xuất đúng cái đoạn mà quý chị và các bạn giữ lại là cái phần bên trong này. Trong trường hợp quý chị và các bạn bỏ cái phần đầu thì chúng ta kéo lại và cái khúc này chúng ta sẽ bỏ và chúng ta sẽ giữ lại từ cái điểm đầu cho đến cái điểm cuối cùng. Và trong trường hợp quý chị và các bạn muốn cắt cái đoạn cuối thì chúng ta kéo lại, thì kéo đến cái đoạn cái phần hình mà chúng ta muốn giữ lại thì cái đoạn cuối này chúng ta sẽ bỏ, thì như vậy hết. Đó là cái tính năng, đó là cut, cái tính năng group. Group này sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn, thứ nhất đó là xoay cái frame hình. Trong trường hợp frame hình của quý anh chị và các bạn quay đứng hoặc là quay nó bị không đúng thì chúng ta có thể xoay về cái tỷ lệ thuận mắt. Ở đây chúng ta thấy có một cái thanh này, khi quý anh chị và các bạn đặt cái con trỏ chuột ở đầu hoặc là ở dưới thì chúng ta sẽ thấy cái mũi tên hai chiều. Thì khi mà quý anh chị và các bạn kéo lại như vậy thì cái phần nằm trong cái hình chữ nhật này sẽ được giữ lại và cái phần bên tối ở bên ngoài sẽ bị loại bỏ. Tính năng này quý anh chị và các bạn dùng trong những cái trường hợp quý anh chị và các bạn muốn loại bỏ những cái vật thể mà quý anh chị và các bạn không muốn xuất hiện trên video, hoặc là lấy điểm nhấn, ví dụ như mình lấy điểm nhấn là cái khuôn mặt thì mình chỉ lấy cái đoạn video này thôi, ở cái độ phân giải này thôi, còn tất cả bên ngoài thì mình bỏ, thì như vậy thôi. Hoặc là có thể bấm vào nút output setting và tiến hành cut start để render cái video này ra. Đây không có nút reset nhỉ, có nút default. Default là cái nút giúp cho quý chị và các bạn khôi phục lại những cái thông số mặc định, những cái thông số mà quý chị và các bạn chưa can thiệp. Bây giờ chúng ta sẽ sang tính năng đó là effect, là những cái tính năng về hiệu ứng như là black white nè. Trước khi sử dụng những cái thông số đã thiết lập sẵn thì chúng ta phải tùy chỉnh những cái thông số trên đây. Các bạn có thể can thiệp vào cái độ đó là brightness, là cái độ sáng và độ tối cho video. Chúng ta kéo sang bên phải thì video của bên chiều các bạn sẽ được tăng cái độ sáng, và khi kéo về bên tay trái thì video của chị sẽ tối dần và mất luôn. Trong một vài trường hợp thì nếu video của anh chị và các bạn thiếu sáng thì chúng ta kéo bên tay phải để tăng thêm cái phần sáng. Và contrast được hiểu như là cái độ tương phản. Trong trường hợp video của anh chị và các bạn bị mờ hoặc là không nhìn rõ thì chúng ta kéo độ contrast để tăng cái chất lượng hình ảnh lên. Saturation có nghĩa là chúng ta là cái độ rực về màu sắc. Khi mà quý anh chị và bạn kéo bên tay trái thì nó sẽ nhạt dần, cái màu nó sẽ nhạt dần và mất đi. Và ngược lại kéo bên tay phải thì cái màu nó sẽ đậm dần. Thì quý anh chị và các bạn chỉnh những cái thông số này sao đúng. Xin thưa quý anh chị là những cái thông số này không bao giờ đúng. Nó chỉ đúng khi con mắt của quý anh chị và các bạn cảm thấy được
thì cái video của anh chị được. Tại vì trong những cái cảnh khác nhau, những cái cảnh video khác nhau thì những cái thông số thì nó sẽ khác nhau, chứ không nhất thiết là phải cái những thông số cố định ha. Quý anh chị và các bạn, trong cái video của anh chị và các bạn thiếu cái nào thì quý anh chị và các bạn kéo cái phần đó lên. Ở đây chúng ta thấy những cái effect là những cái hiệu ứng mà hãng IDU đã cung cấp sẵn. Thứ nhất đó là Black and White. Thì cái hiệu ứng này sẽ giúp cho video của anh chị trở về trắng đen. Khi nào chúng ta nên sử dụng hiệu ứng trắng đen? Thứ nhất đó là những cái phim chiến tranh ngày xưa là mộng, và những cái nỗi nhớ hoặc là hồi tưởng lại là hay, hoặc là dùng cho những cái hiệu ứng đặc biệt mà quý vị và các bạn thích thì chúng ta sử dụng đó là Black and White. Âu phim là hiệu ứng về phim cũ, là những cái phim về ngày xưa hoặc là cổ tích, thì âu phim là cái lựa chọn cũng khá hợp lý. À, nó có nhiều lựa chọn lắm. Ở đây chúng ta có hẳn cái phần đó là vẽ trì, hiệu ứng vẽ dầu, vân vân và vân vân. Thì quý vị và các bạn có thể chọn cho mình những cái thiết lập phù hợp. Chúng ta sang cái phần đó là watermark, là cái phần đóng dấu bản quyền cho video. Ở đây thì chúng ta có thể đóng dấu về chữ. Ở đây thí dụ như là mình gõ là lại nè Nguyễn ha. Trong trường hợp mà bạn sợ người khác lấy video của bạn và upload trở lại thì chúng ta có thể sử dụng cái tính năng này để bảo vệ bản quyền cho video. Hoặc là có thể sử dụng hình ảnh. Hình ảnh thì thứ nhất thì chỉ có logo thôi, hoặc là một cái hình gì đó mà quý anh chị và các bạn sở hữu. Trong Canabit nếu mà không chọn cái watermark thì quý anh chị và các bạn bỏ dấu ít đi để nó xóa. Chỉ có vậy thôi. Subtitle là cái làm phụ đề cho video. Thì quý anh chị và các bạn phải tạo ra một cái sub, một cái file sub từ các chương trình khác như là AgiSub hoặc là Camtasia sub gì đó. Thì quý anh chị và các bạn load vào thì nó sẽ hiện chữ lên. Phần mềm này không giúp cho quý anh chị và các bạn đánh chữ sub được. Add music hay còn gọi là thêm một cái bản nhạc cho video, thì chúng ta bấm vào cái nút đó là load music để tìm đến một cái bản nhạc. Ở đây ví dụ như là mình thêm cái bản nhạc này và tiến hành render ra thì cái video của anh chị và các bạn sẽ có lồng thêm một đoạn nhạc. Và những cái thao tác từ bên trái sang bên phải đó là quy trình chỉnh sửa và dựng cho cái video của anh chị và các bạn ra đến lúc hoàn chỉnh. Thứ nhất, mới đầu chúng ta sẽ import vào và tiến hành loại bỏ đi những đoạn không cần thiết. Thứ hai là chúng ta sẽ cắt cái khung hình lại đúng với cái tỷ lệ chuẩn. Thứ ba đó là sẽ thêm một cái hiệu ứng vào để tăng thêm cái phần sinh động cho video. Và thứ tư đó là nếu mà quý vị và các bạn muốn bảo vệ bản quyền thì chúng ta sử dụng watermark, còn không thì chúng ta sang bước thứ năm đó là thêm cái subtitle. Trong trường hợp quý vị và các bạn không có phụ đề thì chúng ta bỏ luôn, chúng ta sang cái phần đó là add music và cuối cùng là tùy chọn những cái thông số và sau đó bấm vào nút start để chúng ta có thể xuất cái video này ra thành một cái video hoàn chỉnh và upload lên YouTube hoặc là các mạng xã hội. Thì nó sắp xếp như thế này, đó chính là một cái quy trình chỉnh sửa và dựng video ở mức độ cơ bản. Tại vì cái phần mềm này nó chỉ dành cho những cái người mới bắt đầu hoặc là không có rành về chỉnh sửa và dựng video. Nó đòi hỏi những cái tính năng rất là đơn giản, nó như là cắt cúp, effect thôi.
cùng lắm sau đó thì thêm cái đoạn nhạc vào, sau đó thì xuất cái video ra như vậy là xong. Đó là những cái người họ không có tiếp xúc nhiều với video, họ chỉ làm có một video duy nhất hết, hoặc là cùng lắm hai video thôi. Còn đối với những editor, những người chỉnh sửa và dựng video chuyên nghiệp thì ít khi nào họ dùng idol lắm. Idol là dành cho những người amateur, được gọi là những người mới bắt đầu, hoặc là không có nhu cầu dựng video cao siêu thì dùng idol là một cái lựa chọn khả dĩ. Rồi, đó là những cái quy trình chúng ta sẽ làm với cái idol video editor. Đó, mình chỉ cho các bạn những cái thông số này chưa nhỉ? Ha, để mình nói lại ha. Thứ nhất là các bạn phải chọn cái định dạng đầu ra. Để chọn được cái định dạng MP4 thì quý anh chị và các bạn vào cái phần đó là HD video và chọn cái phần đó là H264. H264 là một cái mã định dạng video mà các bạn thường hay dùng, đó là cái file đó MP4. Sau khi chọn cái mã á, cái định dạng MP4 rồi thì chúng ta tiến hành chọn cái chất lượng video quality, có nghĩa là chất lượng video ha. Ở đây chúng ta có những cái tùy chọn như là low là cái chất lượng thấp, high là cái chất lượng cao. Ở đây mình để là normal là bình thường. Video size thì chúng ta sẽ chọn những cái độ phân giải, thường thì sẽ là 1080 hoặc là 720. Ở đây mình chọn là 1080 Full HD. Kép Horizontal thì chúng ta giữ nguyên. Bitrate thì chúng ta giữ nguyên. Cái phần frame rate thì chúng ta sẽ xuất ra cái video ở cái frame hình như thế nào. 24 frame là dùng cho điện ảnh, 25 frame, 29 hoặc là 30 frame là dùng cho những video tức, 25 frame là dùng cho những cái video về truyền hình. Ở đây mình để là 30 frame đi. Bên phần audio thì chúng ta giữ nguyên, không can thiệp. Sau đó chọn cái đường dẫn. Chọn cái đường dẫn để chúng ta có thể xuất ra. Ở đây mình xuất trong cái new folder 3. Sau đó bấm vào nút Start. Thì cái Total Project này là cái quy trình tổng thể là nó đang xuất video, tiến độ của nó là bao nhiêu phần trăm rồi. Nó chạy từ 0 cho đến 100%. Và khi 100% thì video của bạn đã xuất ra. Các bạn thấy nó có một cái watermark, đó là idolvideoeditor.com. Lý do là các bạn đang sử dụng các phiên bản đó là trial, là các phiên bản dùng thử. Để xóa được cái này thì chúng ta thứ nhất là phải mua cái phần mềm này từ cái trang chủ, và cái thứ hai là bạn có thể sử dụng những cái thủ thuật được chia sẻ để sử dụng cái phần mềm này vĩnh viễn và không tốn một xu nào. Vấn đề sử dụng thủ thuật thì chúng ta sẽ làm việc kín với nhau. Còn trên YouTube thì mình chỉ có hướng dẫn các bạn là sử dụng cái phiên bản trial đi. Tốc độ xuất video này sẽ phụ thuộc vào thứ nhất đó là cấu hình máy tính của bạn, thứ hai đó là cái dung lượng RAM của bạn có lớn hay là không, và cuối cùng là cái máy tính của bạn có card đồ họa rời hay không. Có card đồ họa rời và nó sẽ gánh cho các bạn một phần về cái tốc độ RAM. Thuật ngữ chuyên ngành của xuất video được hiểu như là render. Các bạn đợi một chút mà nó sắp chạy 100%. Máy mình cũng cùi nên nó render hơi bị lâu. Nhớ nha các bạn phải mua cái phần mềm này để xóa cái dòng chữ này, hoặc là sử dụng những thủ thuật bẻ khóa phần mềm để chúng ta có thể sở hữu cái phần mềm này luôn. Khi mà nó báo rằng đã xuất thành công thì chúng ta chọn cái tùy chọn đó là Open Output để đưa các bạn vào cái đường dẫn mà
các bạn đã chọn. Ở đây mình có cái video này, sau khi đã cắt chỉnh sửa rớp. I do video editor.com by full version là nó yêu cầu bạn mua cái phiên bản đầy đủ để gỡ bỏ cái dòng chữ này ra. Và khi bạn dùng những cái phần mềm dùng thử khác thì bạn cũng gặp trường hợp như vậy thôi. Ở đây thì mình không cần, mình xóa đi để mình đi làm thị phạm để các bạn có thể hình dung được cái phần mềm này nó hoạt động như thế nào. Rồi ha, mình đã chỉ cho các bạn sử dụng tính năng Curse, Drop, Effect, Master Mask, Subtitle và Add Music. Bây giờ thì còn những cái tính năng bên ngoài. Đầu tiên là tính năng đó là Zoner. Zoner, chúng ta sẽ gộp nhiều video lại thành một video duy nhất. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đó là Add File để chọn những cái video mà chúng ta muốn ghép lại với nhau. Ở đây mình ở bên ngoài desktop thì mình có một cái video làm thị phạm đây. Chúng ta có 3 cái video. Sau đó chúng ta bấm Open để nó đưa 3 cái video này vào cái phần đó là Zoner để chúng ta ghép. Ở đây có phần đó là transition effect, tức là cái chuyển cảnh giữa cái clip đầu và clip thứ hai, giữa clip 2 và clip thứ ba để nó trông mượt hơn, thì chúng ta dùng những cái hiệu ứng chuyển cảnh. Phần mềm này cũng khá là đơn giản thôi, nên nó có những cái chuyển cảnh cũng khá là đơn giản. Sau đó thì chúng ta tiếp tục chọn cái định dạng đầu ra là HD video và code là H264, độ phân giải là Full HD. Rồi, chúng ta OK và chọn cái đường dẫn. Ở đây mình xuất vào cái folder 3. Sau đó bấm vào Start. Nó lại hỏi cái mã bản quyền ở đâu. Thì dùng thử thì chúng ta phải chịu thôi quý chị ạ. À, thì chúng ta bấm vào Emulator hồi nãy. Thì quá trình này nó sẽ cũng gọi là xuất video, tuy nhiên thì nó sẽ có một cái tính năng nữa, và nó sẽ ghép 3 video này lại cùng tạo thành một video duy nhất, là một cái video tổng thể. Chỉ như vậy thôi. À quên nữa, quý chị và các bạn có thể chọn cái điểm đầu, điểm cuối để loại bỏ những cái đoạn video không cần thiết của 3 clip này. Cái này được gọi là chuyển cảnh, tại vì lúc nãy mình có chọn cái chuyển cảnh đó là từ phải sang trái. Cái này thì những người làm YouTube họ hay dùng để rip, tức là họ download cái video ở trên YouTube về sau đó ghép lại hoặc là chỉnh sửa đơn giản, sau đó render ra để tạo thành một video mới để upload trở lại lên YouTube và bật tính năng kiếm tiền. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm thôi, mình không có hướng dẫn các bạn những cái thủ thuật rip ha. Rồi, thì 3 cái video đã gộp lại thành một cái video duy nhất. À, như vậy cái tính năng Zone này nó không có đóng dấu bắt cho mắt, cũng đỡ khó ha. Chỉ khi chúng ta chỉnh sửa những cái tính năng bên kia
như là Rust, Infest đồ thì chúng ta mới có một cái watermark của phần mềm. Rồi, đó là cái tính năng, đó là Zoner ghép nhiều clip lại thành một clip. Easy Cutter thì chúng ta cũng không cần. Mass Cutter là cắt nhiều video cùng một lúc, cũng không dùng đến. Expand Cutter là cắt nâng cao để mình xem nó là cái gì. Có lẽ thì chắc cũng không cần dùng. Rotation là cái độ xoay. Ở cái độ xoay bên kia thì mình cũng đã hướng dẫn rồi. Chúng ta còn lại một tính năng cuối cùng, đó là Whisper. Đó là tính năng chia một clip ra thành nhiều clip. Lúc nãy thì cái tính năng nãy là gộp nhiều clip thành một clip, thì chúng ta sẽ có một tính năng ngược lại, đó là chia một clip thành nhiều clip. Ví dụ ở đây thì mình sẽ import cái video vào. Video này có thời lượng là 25 giây. Và mình sẽ, thứ nhất, bạn có thể chia cái video này theo cái trung bình. Ở đây là mình chia ra làm 2 clip. Không thì bạn chia ra 5 hoặc là 6, 7 gì đó, vân vân và vân vân. Hoặc bạn có thể chia theo giây. 6 giây là một clip, hoặc là tùy chỉnh những cái thông số khác như là 10 giây một clip, 20 giây một clip, vân vân và vân vân. Hoặc là chia theo dung lượng, 4MB là một clip, hoặc là 8MB một clip, bạn có thể đánh cái thông số vào. Ở đây mình chia theo cái thời lượng trung bình là mình chia thành 6 clip. Một cái video 25 giây chia cho 6 clip thì chúng ta sẽ được 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 clip. Thì như vậy thôi. Sau đó chúng ta bấm vào Start. Trước khi bấm vào nút Start thì chúng ta chọn cái đường dẫn đầu ra để biết rằng là sau khi xuất thì nó sẽ ở cái thư mục nào. Chúng ta bấm vào nút đó là Start. Mình đang chia là theo trung bình nha. Là mình muốn cái video này chia làm 6 thì mình gõ đây là 6, hoặc là gõ 7, gõ 8 gì đó thì tùy các bạn. Chúng ta bấm vào nút Start. Và nó chia cho chúng ta đúng 6 clip và mỗi clip là 4 giây. Chia theo cái trung bình. Còn với chị bạn muốn chia theo giây hoặc là chia theo dung lượng thì cũng được. Cái tính năng này chia ra một clip thì chia ra thành nhiều clip như vậy, chúng ta sẽ upload lên YouTube dần dần. Người ta gọi đó là, ví dụ như quý chị và bạn thường hay xem phim đó, thì phần 1, phần 2, phần 3 thì cái tính năng này nó sẽ giúp cho quý chị và bạn chia từng phần như vậy. Rồi, đó là những gì mà các bạn cần biết về iDo Video Editor phiên bản 3.6.0. Bạn có thể tải cái phần mềm này tại cái trang chủ hoặc là vào website phần mềm của tôi.com của mình để có thể tải cái phiên bản dùng trọn đời và không có đóng dấu watermark. Nếu bạn không dùng cái phần mềm này nữa vì một lý do nào đó, ví dụ như là phần mềm lỗi hoặc là bạn không thích dùng cái phần mềm này, thì chúng ta sẽ gỡ bỏ cái phần mềm này ra. Để gỡ bỏ một cái phần mềm sạch sẽ và không để lại file rác thì mình đề xuất cho bạn một cái phần mềm, đó là Revo Unitiler Raw. Thì phần mềm này sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn gỡ bỏ những cái phần mềm cứng đầu mà không hề để lại bất kỳ một cái file rác, và quy trình gỡ bỏ rất là đơn giản. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt cái chương trình iDo đi, tại vì chúng ta muốn gỡ nó ra và chọn đúng cái tên phần mềm, đó là iDo Video Editor Pro. Hoặc có thể search tên phần mềm thì nó sẽ hiện ra và nó sẽ liệt kê cho các bạn một cái danh sách những cái phần mềm mà quý chị và các bạn đã cài đặt trên máy tính để chúng ta có thể chọn cái phần mềm đó và gỡ bỏ dễ dàng. Để gỡ bỏ một phần mềm thì chúng ta chọn một cái phần mềm cần gỡ bỏ, sau đó nhấp vào cái nút Unity. Nếu bạn sử dụng tiếng Việt thì cái nút này được hiểu là gỡ bỏ. Hoặc là bạn có thể vào cái phần đó là Control Panel, chọn cái tùy chọn đó là Unity for RAM và tìm cái tên phần mềm iDo hả? Phần mềm iDo chữ A phải không?
Đây sao không thấy nhỉ? À chữ chữ y. Đây, hay đu. Thì quý anh chị các bạn nhấm vào cái nút đó là unify thì cái cách gỡ bỏ này cũng được. Tuy nhiên thì những cái file rác, những cái file mà quý anh chị các bạn cài đặt lại thì nó vẫn còn lưu lại trên máy tính. Thì như vậy chúng ta muốn gỡ bỏ sạch sẽ một phần mềm thì chúng ta dùng đó là remove unify ROM. Phiên bản mình đang dùng là phiên bản 3.1.9 và bạn có thể tải phần mềm này tại website đó phần mềm của tôi.com. Ở đây sau khi bạn bấm vào cái nút đó là Unity thì cái phần mềm Ido Video Editor Unity sẽ tiến hành khởi chạy. Đây là cái chương trình gỡ bỏ riêng của phần mềm Ido. À, sau đó nó sẽ chạy hết cái cây này. Nó báo rằng là Ido đã gỡ bỏ thành công. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành quét những cái tùy chọn. Nếu mà bạn sử dụng tiếng Việt thì cái tùy chọn này đó chính là trung bình. Thì chúng ta tiến hành quét. Thì lúc này nó sẽ quét những cái file rác còn lưu lại trên máy tính và quét theo cái tiêu chí đó là từ khóa và cụ thể. Nó sẽ quét theo cái tên phần mềm đó là Ido Video Editor ROM. Quá trình này chúng ta mất khoảng 1 cho đến 2 phút thì quý vị các bạn đợi thôi. Sau đó thì nó sẽ liệt kê cho quý vị và các bạn một cái danh sách những cái file registry. Registry là những cái file hệ thống mà phần mềm cài đặt lên máy tính của bạn. Thì chúng ta sẽ chọn những cái file nào có tên phần mềm đó là Ido Video Editor ROM thì chúng ta bấm một cái dấu tích vào đây để chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ xóa cái này. Bên dưới thì chúng ta thấy có cái cụm từ đó là Video Editor. Chúng ta bấm vào đây Video Editor, bấm vào đây để chúng ta xóa. Thì như vậy để xóa Ido Video Editor thì các bạn chọn những cái file này, sau đó bấm vào Delete. Sau đó bấm vào nút Next thì nó sẽ liệt kê cho các bạn những cái thư mục còn sót lại của phần mềm. Nó rất là đơn giản ha, phần mềm này nó tìm giùm luôn rồi. Thì như vậy thao tác vừa rồi là chúng ta đã xóa sổ một phần mềm và cụ thể là Ido Video ra khỏi máy tính sạch sẽ và không để lại một file rác nào hết. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái thùng rác như vậy là sạch sẽ. Thì video này mình đã hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn từ lúc cài đặt phần mềm Ido Video Editor đến cái lúc hướng dẫn phần mềm và đến lúc cuối cùng thì mình gỡ bỏ phần mềm này ra luôn. Và đây là một cái quy trình mà mình hướng dẫn một cái phần mềm bất kỳ. Thì có lẽ video này cũng hơi dài và quá đủ để các bạn có thể làm chủ cái phần mềm Ido Video Editor. Và nếu mà các bạn muốn xem những video hướng dẫn phần mềm từ mình thì có thể nhấn vào nút đăng ký trên kênh YouTube, nó ở phía dưới video này, để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và cập nhật những cái phần mềm mới. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau.